Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ với mình với con trai của mình sẽ cầm mỏ trần này đem đi giao cho em kia ở bên cây xăng nha các bạn. Giờ mình mời các bạn theo chân mình đến cây xăng nha các bạn. Đây, đây, đây mình lên xe đi. Giờ mình mời các bạn theo chân mình nha. Các bạn ơi, mình tới chùa Cà Săng nè. Chùa Cà Săng bên Nhâm Rai nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên xe. Cũng gần tới nhà em ấy rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lên xe nha. Tới nhà người em kia các bạn, đây nè.
nhé, con chạy nhỏ nhé, chạy nhỏ 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 bác cho đặt nó bạn không bạn. Cái đang nào nhỉ? Đó, nhà mình khi nấu ba trà sữa ngon nó thật thật con. Sức tinh xuống nó thành đâu. Đây tại tà hạp tuần vậy. Nhưng nương vậy thì vậy vậy mày. Cái lò mày. Là cái chuyện không có đó con. Mang cái căng thô quá mình nhé, bực cô trang mình quan sở lúc ấy mạnh nhờ ta cô mình là bài xóa bài nhạc tu mình pin chặt tơ mình xinh đấy. So pun, nama pu pu so ni mah, pun nama ayam mana? Ayam bay nop eh, semua cereng eh, semua cereng hak swa lah, pu pu bay lah, eh, pun rian jak jiu nam tau? Rian tu bang, tu bay bay deh deh, pun men sena dai tu. Bài nhạc ngoài xoa này nó buồn và thơ thơ dù nó bài nhạc bài xoa là tu đi này thì cho bọn buồn mà thơ bằng cái đá hay bằng cái nát thơ bằng cái đá thấy hát xoa ăn luôn đi thế thế nó giặt 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 cùng thịt phê chứ nó theo bằng nạt đi này theo bằng nạt cái dù nó đi anh tập thơ đấy sạch đẹp ta anh nó một phủ phủ xương mà sạch luôn bạn bỏ cái nước cà phê mà lòng thôi cả đi à tụi mình cái thiệt nè à bây giờ bố bố ơi con phạc bạn con tóc bố xưa nó ơi con hắc ơi bằng bồn mượn mượn tích nghe nó chưa hạt hà bồn bồn thi nấu ấy đại cái xăng cái này nè. Ok các bạn, mình đã bàn giao cái mẫu chàng cho em Thi các bạn. Bây giờ mình với con trai mình cũng đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Giờ mình mời quý vị và các bạn đón xem clip tiếp theo. Phần tiếp theo mình sẽ cho em ấy múa chàng nha các bạn. Bye bye.